Trân trọng kính mời Đức Kim Thượng, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một bài giới thiệu thơ Nam Quán, tiếng lòng của Đức Quốc Công Đào Minh Quân qua bài thơ Xin Cho Qua. Mang thân phận con người đến thế gian này, có mấy ai không từng trải qua những đêm khuya trăn trở một mình, thổn thức cùng với trùng trùng tâm sự. Đó là lúc chúng ta rửa sạch phấn son tô điểm cuộc đời, để đối diện với chính mình, lắng nghe tiếng lòng chân thật của mình. Đó là lúc chúng ta nhận ra chính mình trong bức tranh cuộc đời đầy hỗn loạn này. Chúng ta yêu mến và ngưỡng mộ Đức Quốc Công vì hạnh đức cao vời của Ngài hay tài trí siêu việt của Ngài. Chúng ta cũng thương kính Ngài vì đức hy sinh tận tụy của Ngài cho quê hương và dân tộc. Chúng ta cũng không quên người bạn đời đứng phía sau chia sẻ những hy sinh của Ngài và thầm lặng mỉm cười mừng cho những thành công của Ngài. Nhưng chúng ta không biết Ngài và phu nhân đã hy sinh điều gì. Kính mời quý vị cùng tôi, chúng ta lắng lòng nghe một trong những bài thơ của Ngài dưới bút danh Nam Quán để cảm nhận và chia sẻ một điều thật sâu lắng trong lòng Đức Quốc Công mà Ngài đã khiêm nhường bộc bạch. Đó là bài thơ Xin Cho Qua. Lờ không đèn, xin em đừng kể lể, vì đời ta sau cuộc chiến mơ màng vẫn chưa tình, những thiên đàng quá khứ vẫn trôi trong hiện tại vô du, chất quá nặng những oán thù dấu mặt, những nhọc nhằn cay đắng của tương lai, những bản mai không thấy ánh mặt trời, đêm nhỏ lệ cùng đàn chơi ngủ trì, lỡ tròn từ em cuộc đời dấu bề, buồn ba hoài chưa hết nhiều khi, sớm lật đật đêm tất bật vùng về, thức giấc bơ phờ loay hoay toan tình. Lờ nói với em những lời đoan chính, dù con tim còn rầm bước phiêu du, trên ước mơ, trên những phiền sương mù, vương vai mài vẫn thấp hơn vằn nòng. Lỡ cho em những lời tình đưa đón, những hẹn hò khi thật khi mơ, bên gối chăn khi cuốn nhịp, khi ơ thơ, đã đánh mất thiên đàng từ quá khứ. Lỡ thức dậy trong hôm nay chật chội,
nên ngày mai không lối đi cuộc tình đeo đuổi những cơn mê quay mặt lại hai ta đều đúng tùng nhìn nhau những cơn mưa ướt sũng những đêm khuya trăng gối lạnh lùng nghe ray rực tiếng môi mọt côn trùng đang gặm nhấm những vùng đau thời xưa cũ một thời u rũ miệt mài lỗi tại anh vùng dài quá yêu em nên buông trôi hiện tại nẻo đi về mất lối tương lai chiều nay viết lá thư này như cơn sóng cả chụp đầy thuyền ngang Nam Quán 2002. Bài thơ này Đức Quốc Công viết vào năm 2002 trong khoảng thời gian Ngài đơn thân tịnh tu ở tụ nghĩa đường là thời gian mà Ngài nhận được bức tình thơ có tựa đề Không Qua Đi của phu nhân dưới bút hiệu Sóc Con từ 3 năm trước năm 1999 mà Ngài chưa có lời hồi âm lại cho bà. Tại sao lại như vậy? Vì đời ta sau cuộc chiến mơ màng vẫn chưa tỉnh những thiên đàng quá khứ vẫn trôi trong hiện tại phù du chất quá nặng những oán thù giấu mặt những nhọc nhằn cay đắng của tương lai những ban mai không thấy ánh mặt trời đêm nhỏ lệ cùng đàn dơi ngủ trễ ngày mà chúng ta gọi là quốc hận 30 tháng 4 1975 đã đặt một dấu chấm tức tưởi cho một miền Nam hoa gấm, một Sài Gòn hòn ngọc viễn đông mà những người lính hay người dân Việt Nam Cộng Hòa hãy còn mơ màng chưa tỉnh giấc. Là một quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa anh dũng thiện chiến, với nhiều chiến công vinh quang, bỗng chốc mất tổ quốc vào tay Cộng sản, trở thành một trong những người tị nạn, sống trên khắp thế giới từ tổ quốc Việt Nam dấu yêu. Cuộc chiến gọi là chiến tranh Việt Nam này thực chất là một cuộc chiến phi nghĩa do Cộng sản Bắc Việt theo chỉ thị của Tàu Cộng và Cộng sản quốc tế tạo ra trên quê hương Việt Nam của chúng ta, gây ra tổn thất nặng nề cho quê hương Việt Nam và cả cho Hoa Kỳ cùng đồng minh trên thế giới. Hơn 3.595.000 sinh mạng đã mất đi, bao gồm 58.721 binh sĩ Hoa Kỳ. Hơn 300.000 người bị thương và hơn 1.600 người mất tích. Thiệt mạng hơn 1.100.000 cộng quân và hơn 70.000 thường dân ở miền Bắc. 250.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 289.000 thường dân ở miền Nam. Sau chiến tranh, hơn 1.000.000 binh sĩ, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị cầm tù. 165.000 binh sĩ, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chết vì bị tra tấn, vượt ngục và bệnh tật trong cái mà Việt Cộng gọi là trại cải tạo. Thực ra, nó là những nhà tù khủng khiếp, trong đó có Ngài Đức Quốc Công,
từ năm 1975 đến 1979 đã trải qua thời gian trong các trại cải tạo này của Cộng sản ở Trạng Lớn, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Hơn 3 triệu người dân miền Nam Việt Nam thực hiện những hành trình nguy hiểm, trong đó có Ngài cùng gia đình Ngài đã may mắn thoát chết để trở thành người tị nạn ở các quốc gia khác. Còn có hơn 880.000 người miền Nam đã chết khi cố gắng trốn thoát bằng đường biển hoặc đường bộ. Còn người Việt Nam ở lại trong nước thì sao? Họ phải sống với chế độ độc tài tàn bạo của Cộng sản mà đã quá thừa bút mực để trang trải nỗi thống khổ của họ lên giấy. Chỉ còn lại nỗi đau nát ruột tan lòng cho bất cứ ai còn chưa mắc phải chứng vô cảm, phải chịu đựng những nỗi oán thù giấu mặt từng đêm cứ sâu xé tâm can. Hiện tại thì phù du, tương lai thì cay đắng nhọc nhằn, đêm thì nhỏ lệ cùng đàn dơi ngủ trễ, mà khi ban mai thức dậy, không làm sao nhìn thấy ánh mặt trời. Tâm trạng của Ngài trong những năm tháng cô độc trong tù nghỉ đường là như thế. Cái nắng cháy da, cái lạnh thấu xương, mối đe dọa thường xuyên của loài thú hoang, của loài rắn rung chuông, hay những ngày cạn khô lương thực, cầm giữ cơn đói bằng những cọng mì khô và sống sót nhờ dòng nước linh thiêng trong tù nghĩa đường, là những chịu đựng về thể xác trong một quãng thời gian 25 năm, vốn là điều không thể tưởng tượng có thể vượt qua được. Mà cái cô đơn, trăn trở, lo toan, thậm chí vô vọng mới là nỗi sâu xé dễ dàng đánh gục người ta nhất. Sau chiến thắng ngày 19 tháng 5 1989 tại UNESCO, Ngài lột được mặt nạ tên Hán tặc họ Hồ, phơi bày âm mưu của Tàu Cộng đã thực hiện cuộc chiến xâm lược miền Nam Việt Nam, gây tang thương cho đất nước dân tộc Việt Nam, cho thế giới của Tàu Cộng. Đức Quốc Công đã trở thành kẻ tử thù của chúng. Để hóa giải mật nghị thành đô do Việt Cộng và Tàu Cộng ký kết theo chiến lược tầm ăn dâu 60 năm chuyển Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã ra đời. Thay cho vị thủ tướng đầu tiên là cụ Nguyễn Trân bị trọng bệnh phải từ nhiệm, Đức Quốc Công Đào Minh Quân buộc phải nhận trọng nhiệm thủ tướng để giữ cho con tàu quốc gia, chính phủ, quốc gia Việt Nam lâm thời mới thành hình từ phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ tiếp tục tồn tại chuyển lửa về quê hương. Một vị thiền sư đã gửi đến Ngài thông điệp rằng Ngài nên vào sa mạc, nhẫn nhục ẩn thân một thời gian dài để chờ thời cơ cờ đạo Phất thì mây sẽ đưa rồng hồi cố hương. Chiến lược song hành cùng Hoa Kỳ và chiến thuật vườn không nhà trống của Đức Thánh Trần mà Ngài áp dụng dang ra để bẫy bọn Tàu Cộng và Việt Cộng rơi vào lưới pháp luật quốc tế, đồng thời đóng băng số tài sản phi pháp mà chúng vơ vét trong nước đem giấu ở Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa theo luật Magnitsky. Sau đó, tiến hành vụ kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim do âm mưu cài cắm Hồ Chí Minh giả làm người Việt Nam cướp nước và diệt chủng người Việt Nam, cũng như mở ra cuộc trưng cầu dân ý online để lập ra nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày nay và hôm nay là nền quân chủ lập hiến do Ngài Hoàng đế Đào Minh Quân trị vì. Tất cả những thành tựu trong lúc đó còn quá khó khăn cho cộng đồng người Việt thế giới nhận ra chân sự thật, đã đòi hỏi Đức Quốc Công Đào Minh Quân phải vào sa mạc chịu đựng hy sinh như vậy. Biết rằng đó là chiến lược, là chiến thuật mà người lãnh đạo quốc gia vì chỉ huy một cuộc chiến phải thực hiện. Nhưng quãng thời gian đặng đặng gần 30 năm trường chứ không phải ngày 1, ngày 2. Thật là một cuộc chiến khốc liệt diễn ra trong nội tâm. Ai có đủ can trường để vượt qua? Trong khi đó, Ngài còn phải chịu đựng với nỗi giằng xé tâm can. Khi cảm thấy mình đã đánh cắp tuổi thanh xuân và tình yêu tươi thắm của một người con gái tuyệt vời, người con gái mà mình nhất mực yêu thương, lỡ trộm từ em cuộc đời dâu bề, bôn ba hoài chưa hết nhiêu khê, sớm lật đật đêm tất bật vụng về, thức giấc bơ phờ loay hoay toan tính. Ngài đâu phải là một người nghèo khổ chật vật lo chạy gạo từng ngày, một triệu phú trẻ trên đất Mỹ không đem cái giàu sang hạnh phúc đó vui hưởng bên vợ hiền con thảo, mà lại bươn chải đầu tắt mặt tối chuyện tranh đấu cho tự do dân tộc, không có giây phút chăm lo cho người mình yêu thương, để đêm khuya chăn gối lạnh lùng, để cho tiếng mối mọt côn trùng rây rứt gặm nhấm những vùng đau kỷ niệm.
Phu nhân hiểu chứ, ngài cũng biết, nhưng người đàn ông thương vợ không thể tha thứ cho mình. Khi biết đến những giọt nước mắt nhọc nhằn và nhớ thương của phu nhân thường xuyên nhỏ xuống trong âm thầm mà có lúc ngài đã bắt gặp, quay mặt lại, hai ta đều lúng túng nhìn nhau, những cơn mưa ướt sũng. Ngài tự trách mình vì tình yêu vụng dại đã kéo người con gái vào một cuộc tình không có tương lai, vì người trai trót mang nghiệp nước. Ngài hối tiếc đã mang những lời tình đưa đón, những hẹn hò khi thật khi mơ, để người yêu cùng lọt vào bẫy tình. Dù đó là những lời đoan chính đi nữa, thì hơn ai hết, ngài biết rõ con tim mình vẫn còn rộng bước phiêu du. Không phải theo một bóng hồng nào, con tim ngài đã nổi trôi theo mệnh nước, phiêu du theo số phận của trăm triệu đồng bào thân yêu đang lưu vong trên đất khách hay đang bị cầm tù trên chính quê hương của mình. Người quân tử không biện minh cho lỗi lầm của mình khi trót mang thiệt tòi đến cho một người nào đó mà người đó lại là người mình thương yêu nhất. Cho nên, chiều nay viết lá thư này như cơn sóng cả chụp đầy thuyền nan. Thật may cho ngài, phu nhân là một người phụ nữ thật phi thường. Chẳng những không một lời than van trách móc, bà còn luôn động viên ngài, làm điểm tựa cho ngài khi ngài chơi vơi cô độc. Lời mộc mạc, bà thỏ thẻ với ngài rằng ngài là đám mây xanh khi trời nắng, che chở cho em được yên lặng. Và bà đã động viên ngài bằng tấm tình thủy chung son sắt rằng hiện tại tương lai đều tràn ngập khung trời thơ mộng bóng hình anh. Cảm ơn Đức Quốc Công Hoàng đế Đàm Minh Quân, cảm ơn phu nhân Hoàng hậu của Đại Việt, vì sự thấu hiểu và đoan chính của bà đã giúp Đức Quốc Công của chúng tôi vơi bớt niềm sầu khổ. Cảm ơn đức độ hy sinh bao dung của Hoàng hậu đã nâng đỡ ngài vượt qua mọi gian nan. Hy sinh của Đức Quốc Công cho quê hương và đồng bào Việt Nam chúng ta là vô giá, không gì có thể bù đắp cho đủ. Hy sinh của phu nhân cũng như vậy. Chúng tôi kính cận cảm ơn và ngưỡng mộ phu nhân. Trong niềm tin vào chính phủ quốc gia Việt Nam qua tài đức lãnh đạo của Hoàng đế Đào Minh Quân và lòng quyết tâm của giới chức đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam và sự đoàn kết của trăm triệu đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới, chúng tôi tin cuộc chiến tâm trị này sẽ tất thắng. Chúng ta sẽ đánh đuổi Tàu Cộng ra khỏi quê hương Việt Nam, xóa sạch Cộng sản khỏi tâm trí người Việt Nam, trả lại thanh bình cho quê hương Việt Nam, để toàn dân có được cuộc sống bình an, thịnh vượng và hạnh phúc lâu dài như ước nguyện của Hoàng đế Đào Minh Quân. Tình yêu cao đẹp của ngài và Hoàng hậu đã thắp lên niềm kính yêu dạt dào trong lòng chúng tôi, giúp chúng tôi vững bước tiếp tục cùng ngài đi vào cuộc chiến tâm trị này. Chúng tôi kính chúc Đức Quốc Công Hoàng đế Đào Minh Quân cùng Hoàng hậu luôn khỏe mạnh, bình an và mãi mãi trong hồng ân của Thượng Đế. Và sự hy sinh cũng như tình yêu vô cùng cao quý của ngài và Hoàng hậu mãi mãi là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam chúng ta noi theo. Trân trọng kính cảm ơn Đức Kim Thượng, phu nhân Hoàng hậu cùng quý vị đã lắng nghe bài viết của chúng tôi. Trân trọng.